Đây bây giờ Ngân đã thả neo xong hết rồi, gửi tép giấy tờ vô trong cho cái anh đò đem vô trong bờ để làm thủ tục. Để đây đang ngồi lấy giấy luôn. Chiếc này nước bây giờ nó đang chảy rất là mạnh, mọi người xem á, quay đầu mà nó bê thấy ghê không. Chiếc này phải chạy ra lớn thiệt lớn á, xuống dưới đó nó tấp mấy vừa mấy chiếc sáng ghê lắm, mới vừa quay đầu thôi mà nó tấp cỡ này, chạy cái chớn nó rất là mạnh luôn. Rồi bến mà đi xuống dưới chỗ Việt Nam là phải tay lái lụa dữ lắm á. Tại vì ở phía dưới này xà lan đậu chằng chịch, đậu cứ sau le chiếc này sau le chiếc kia, rồi mình phải nhắm hướng, mình phải nhắm hướng xong là mình bắn thẳng xuống luôn. Người ta quay đầu cái chớn nó thấy ghê không, rất là nhanh luôn. Ở phía sau có hai chiếc nối đuôi nữa kìa. Chỗ này thì cái lỗ trống nó cũng khá là bự. Đó, bắt đầu lên ga đó. Lên ga chạy, mình lên ga mình chạy chúng thôi nó bê. Nó bê dữ lắm. Nó tấp ngang vô mấy chiếc sáng ở dưới là mệt mỏi luôn. Chiếc này bị bê rồi nè, chiếc này gồ ga nè. Chiếc này là chiếc thứ ba. Ồ, chiếc thứ ba này khẩm mũi quá chừng khẩm mũi. Mấy cái chiếc xà lan này là xà lan ở dưới Việt Nam á, rồi người ta làm thủ tục qua bên Cam này đi cắt cam, cắt Campuchia, chở từ ở trên Campuchia về đây sang mạng bên Việt Nam á. Xà lan này của ai đây? Có quen, chiếc này có quen nè, mới vừa có càng. Đó. Ồ, chiếc này chở khẩm mũi ghê thiệt. Quá khẩm mũi rồi. Chiếc này của An Giang. À, xà lan Kim Hiểu. À, xà lan Kim Nhi. Chiếc này chở khẩm mũi dữ luôn á. Kinh nghiệm hơn chiếc lúc nãy, chạy sát phía bên này nó sẽ đỡ bê hơn, chạy qua bên kia là nó bê dữ lắm. Bây giờ có một chiếc chạy trước rồi, mấy chiếc này nối đuôi theo. Bây giờ đang ra kiểm xà lan cho mình. Đây đây thêm chiếc xà lan đó nè. Chiếc này là chiếc thứ tư, Thanh Tâm, xà lan của Thanh Tâm. Chiếc này thì nhỏ cả nhà ơi, mấy chiếc bự bự lớn lớn nó quay mới đã. Campuchia, chiếc này mấy chiếc này chở khẩm rất là khẩm luôn. Xà lan này. Thank you.
mình sẽ chở đầu, chở đầu mình qua cái đường phía bên kia. Đó, bây giờ mình phải chạy cái ga lớn lớn xíu nha. Về trình mà ngay ban đêm á thì chắc có lẽ là xà lan mình sẽ thả neo mình đậu luôn, sáng mình về, chứ ban đêm là ngon bó tay rồi đó, không có dám chạy. Xà lan đậu nhiều quá á, mình đậu cho an toàn. Đi thôi, đi về nhà thôi. Quá chừng xà lan cát ở trong kia luôn rồi. Cả nhà nhìn không biết là bao nhiêu cái cần cẩu luôn á. Bây giờ là cát Campuchia mở á, những cái anh xà lan mà chở cát ở bên Việt Nam, những cái anh xà lan cát của Long An á, người ta lên trên này người ta đi chở cát cam rất là nhiều luôn, người ta bỏ ở dưới Việt Nam luôn. Ở Việt Nam bây giờ không có cho chở quá tải á, rồi nghe nói là chở không có tiền nhiều như lúc trước, cho nên là xà lan người ta bỏ rất là nhiều. Ủa sao ở trong mé nó đậu nó quay lên anh? Đậu. Giờ đang lớn mà cho máy đẩy lên. Bên đây là bên Vách Thường Phước á, là những cái xà lan container. Xà lan container đậu ở đây chờ làm thủ tục giấy tờ nè. Cái vách phía bên này thì nó rất là rộng luôn. Lúc nãy mấy anh xà lan cẩm nó chạy cái vách phía trong đó. Ví dụ như mình đậu cái luồng nào có luồng á, mình đậu xuôi theo một luồng. Tại vì mọi người biết sao không, ở trên đây bây giờ nước đổ rất là mạnh. Nếu mà mình đậu theo một luồng á, mình đậu xà lan nói đít á, thì khi mà lóc neo á, nó trôi xuống nó sẽ đụng xà lan khác. Cho nên là người ta sẽ đậu sau le. Bây giờ mình sẽ đi về, mình sẽ đi cái vách phía bên Đồng Tháp, chứ mình không có đi vách bên An Giang. Vô đó là không biết đường chạy luôn. Đi về bên này trống lỏng mà không có xà lan nhiều. Tới đây có cái phao vàng nè, nó bị cụm cái cùi rồi nè. Không phải cụm cùi đâu, nước nó cao quá em. Nước cao quá, vệ sinh nó ngắn á. Ừ. Nước nó chảy thì ghê, hôm nay mà chạy ban đêm sao thấy. Nước nó dội lên luôn. Ngã đổ ghê không? Chú anh chị và các bạn nha. Giờ thì Ngân đi về gần tới cầu Mỹ Thuận rồi. À, sớm giờ lúc mà xà lan rời bến từ ở trên cửa khẩu An Giang tới giờ thì Ngân không có quay video cho mọi người xem, tại vì hồi tối đi thức khuya rồi Ngân buồn ngủ quá. Ngân ngủ với lại Ngân vô Ngân chạy. Rồi một phần là gió rất là mạnh luôn. Hôm nay Ngân không có cái mic cho nên là Ngân không có quay video được. Hồi sớm giờ là xà lan mình chạy xuyên suốt từ ở trên cửa khẩu Vĩnh Xuân về tới ngay chỗ Vĩnh Long này luôn á, chạy xuyên suốt hành trình luôn. Tại vì bây giờ đang là mùa nước đổ thì nước nó chảy có một chiều. Chỗ của mọi người như thế nào rồi, bữa giờ Ngân ở trên Campuchia Ngân thấy là nước lên rất là cao luôn rồi. Mưa nước lũ thì là hiện tượng tự nhiên của sông Cửu Long, nước nó sẽ dâng lên vào tháng 7 âm lịch cho đến tháng 10 là cái mùa nước lũ nó kéo dài khoảng thời gian là 3 tháng. Nhưng mà Ngân đi thường, bình thường Ngân đi Campuchia thì mình đi lên trên thượng nguồn là tới mùng 5 tháng 5 á, là đầu tháng 5 là bắt đầu ở trên Campuchia là bắt đầu nước nó đã đổ xuống dưới miền Tây mình rồi. Nhưng mà xuống tới miền Tây dưới đây mình là khoảng chừng tới đầu tháng 7 là mới bắt đầu con nước đổ. Và nước nó đục lắm. Nước ở trên Campuchia mấy bữa nay nó đục ngầu luôn á. Hồi sớm lúc mà đi về á
Ngân rửa xà lan mà cái xà lan nó không có sạch gì hết trơn cả nhà. Mới vừa xịt qua xong là bắt đầu nước nó đóng cáo lại á. Hả? Bánh gác rồi. Đây là xà lan container. Cái gì? Chiếc này là chiếc Mekong 6. Mấy chiếc này rất là to luôn cả nhà ơi. 5.000 mấy á. 5.000 mấy tấn á. Những cái chiếc này là Ngân hay gặp lắm. Tại vì bên xà lan Mekong này là người ta đi lên Campuchia nhiều. Ngân hay gặp mấy chiếc xà lan này lắm. Xà lan Mekong, xà lan của An Giang 23868. Mekong 6. À, bự ghê chưa. Mekong này như tới mấy chiếc lận. Mà con không biết là mấy chiếc, mà chiếc nào cũng nái nái không à. Còn đây là xà lan của Tiền Giang. Chiếc này không biết lấy hàng gì mà đi ngược. Thường mấy chiếc này đi ngược lên vậy, chắc có lẽ là lấy gạo á. Đây là cầu Mỹ Thuận đây. Ở trước mưa rồi. Trời này mà mưa chút xíu nữa là Ngân sẽ lấy cây lau bon ra Ngân lau nè. Trời mưa này lau nó sạch, khỏi cần phải xách cái thùng nước. Cầu Mỹ Thuận, trời ơi, ngay chỗ đó nguyên một, ở trên cầu mọi người thấy nguyên một cái dải xe lớn không, vừa xe khách nè, vừa xe container, nguyên một cái dải xe lớn luôn đó. Đi tới giữa cầu rồi đó, một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, bốn chiếc, năm chiếc, sáu chiếc, bảy chiếc, mấy chiếc xe lớn nối đuôi lên cầu. Mưa đi, mưa đi. Ở dách phía bên này mưa nè. Đây là cầu Mỹ Thuận mới. Đó, bây giờ người ta cũng vẫn còn đang công trình, vẫn còn đang thi công, người ta đang làm ở trên cái đỉnh ở trên này nè. Chuẩn bị qua cầu thôi. Hồi sớm á, lúc đó đi qua cầu Cao Lãnh, lúc đó Ngân chạy qua cầu Cao Lãnh nữa, nhưng mà nói chung là hôm nay không có được khỏe cả nhà ơi, nên là không có quay video được, cả nhà thông cảm nha. Giờ về tới cầu Mỹ Thuận, sắp về tới nhà rồi mới quay video. Nghiệp ông xã Ngân là sớm giờ chạy xà lan mà buồn ngủ. Buồn ngủ á, mỗi lần mà Ngân đi ra làm sao, Ngân làm đồ ăn, Ngân nấu cơm. Ngân nấu cơm, ông nói không có em trên đây, nãy giờ anh buồn ngủ chết luôn. Cái Ngân lên đây, Ngân ngồi, cái ông nói đỡ buồn ngủ được chút rồi đó. Tại Ngân lên đây á, Ngân hay ngồi, Ngân hay ghẹo ông đó. Ngân hay ghẹo á, hai chồng gây lộn cả nhà. Cứ mỗi lần xà lan đi á, Ngân lên Ngân ghẹo, Ngân đâm, Ngân chọt, hồi Ngân ghẹo ở ngoài, cái hai chồng gây lộn xong mới tỉnh ngủ. Mà Ngân lên đây á, Ngân ngồi cái miệng Ngân tí li á, Ngân nhai ổng á. Rồi cái ổng bực mình cái ổng la hai chồng cũng gây lộn á, cho nên là có Ngân lên đây là ổng không có buồn ngủ. Mà sớm giờ hai lần, một lần á thì Ngân ra Ngân nấu cơm trưa, ăn cơm, xong lần thứ hai là Ngân đi ra làm sao, Ngân làm cái gì đó mà Ngân quên rồi, là hai lần. Bởi vậy á, bình thường khi mà xà lan lưu thông vậy, Ngân ít có bỏ ông xã Ngân ở trước lắm. Ngân ngồi ở đây Ngân nói chuyện với ổng cho đỡ buồn ngủ. Cầu Mỹ Thuận nè, có ai ở cầu Mỹ Thuận này không? Đây là cây cầu Mỹ Thuận, cầu Mỹ Thuận gió đưa. Ở trên cầu có người đang đứng quay phim kìa, nhỏ xíu à. Đây đó, có người đang đứng quay phim à. Ở dưới sóng quá chừng sóng luôn kìa. Đó, có cái chiếc xà lan khẩm mới vừa chạy qua sóng kìa, ạch 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 luôn. Đây là cái neo của mình nè, cái neo con kéo rất là cao ở trên luôn rồi. Lúc nãy qua cầu chút xíu á, nguyên một đám mưa siêu to khổng lồ luôn. Vừa đi ngang qua xà lan của mình, bây giờ mình đã đi qua cơn mưa rồi. Mọi người xem mặt trời ở phía sau nè,
rất là đẹp luôn, nguyên một cái màu đỏ bây luôn giờ nha. Nhìn ở trong camera cả nhà còn thấy cây cầu Mỹ Thuận ở phía sau á, mình đã đi qua rồi, chuẩn bị trời chuẩn bị sụp tối xuống. Ông xã Ngân đã bật cái đèn mũi rồi nè, đèn xanh đèn đỏ mình cũng đã bật rồi, chút xíu nữa thì mình sẽ sử dụng tới cái đèn pha. Nói chút xíu về cái đèn pha này nha, thì hôm bữa Ngân có review về mấy cái đèn pha này. Cái đèn Ngân đang sử dụng là cái đèn này, mọi người thấy nó lạ hơn những cái đèn khác. Mọi người xem ở chính giữa nó có một cái đèn laser á, thì cái đèn của Ngân mua nó tới 2 triệu mấy rồi. Và có một cái đèn khác nữa, hôm bữa Ngân có review một lần, cái đèn đó chỉ giá 2 triệu. Mà đối với những ai đã xem kênh YouTube của Kim Ngân Xà Lan, đặt mua cái đèn đó thì sẽ được giảm giá 200 ngàn. Hôm bữa Ngân có review hai loại đèn này luôn nè, nhưng mà Ngân thấy loại đèn nào cũng xài ok hết á. Có nhiều bạn hỏi Ngân á là xài đèn này có bị mau hư hay không, có bị đứt bóng, xài lâu có bị đứt bóng hay không. Cái đèn này Ngân xài tới thời điểm bây giờ là Ngân xài hình như cũng 3-4 tháng rồi đó, 4-5 tháng gì đó, cũng khá là lâu rồi, nhưng mà hoàn toàn là nó không có đứt bóng nào hết nha cả nhà. Tại vì nếu mà đèn này đứt bóng là chỉ có bỏ thôi, mình không có thay được, không có thay được cái bóng đèn. Tại vì nó là đèn LED đó thì nó sẽ chết ở trong đó luôn, chứ không phải đèn sợi tóc của mình mà mình thay nha. Nhưng mà bữa giờ Ngân sử dụng là nó không có đứt, mà xài thấy nó bền lắm cả nhà ơi, không có nước vô mà cũng không có bị đứt, không có như nào. Có nhiều bạn nói chị ơi bóng đèn này nó đứt hoài à, nó dễ đứt lắm. Nếu mà đứt là bỏ nha, chứ đứt là không thể nào thay cái bóng, cái tim đèn khác được, hoặc là cái bóng đèn khác được nha. Nhưng mà Ngân không biết là xài thời gian lâu dài 5 tháng, 10 tháng hoặc là 5 năm, 10 năm nó như thế nào. Nhưng mà hiện tại là Ngân đã xài 5 tháng rồi, nhưng mà nó chưa có hư nha. Trời, bây giờ đã tối thui rồi, mà ở phía sau vẫn còn một cái màu đỏ ở trong camera nè. Ở phía trong mình có một chiếc tàu dầu. Tàu này là chở nhiên liệu á. Thường những cái tàu này á, mình hay gọi là tàu dầu, chứ ít có ai gọi là tàu xăng lắm. Cho nên là mình hay gọi tàu dầu không mà. Nhưng mà thật ra nếu mà cái tên đúng của nó là mình sẽ gọi tàu xà lan, tàu chở nhiên liệu đi. Giờ Ngân đã đi tới chỗ Vinh Cậu rồi. Trời tối thui rồi đó. Xíu nữa quay ông thuyền trưởng bật cái đèn pha cho mọi người xem. Đi tới cái đoạn qua Vinh Cậu chút xíu. Đi tới đây gặp mấy cái anh bơm cát, anh xỉa qua xỉa lại chỗ này có một chiếc ghe cát nè. Băng ngang luôn. Muốn băng giờ nào băng à, bơm xong là băng nè. Ngay đây một chiếc. Gần đây chỗ chớp đỏ đỏ đây một chiếc nữa nè. Trên kia một chiếc nữa. Lúc nãy mới vừa băng qua chiếc nổi rồi, còn mấy chiếc này chiếc khẩm. Mấy chiếc này chiếc khẩm, mình đang đi nước xuôi, mấy chiếc này không dám băng nè. Đó, đây là cái đèn pha. Pha cái nữa anh. Đây là cái đèn pha về đêm nha. Nó sáng dữ lắm cả nhà ơi. Ai chưa sử dụng thì mua xài thử đi. Ngân cam đoan là nó rất là sáng luôn nha. Xà Lan Ngân đã đi vô tới cái đường quẹo nhà bác Hai rồi nè. Nãy giờ mình ôm cô mình pha đèn quá trời luôn, mấy ông này không có trả đèn pha gì hết trơn. Giờ xác đít rồi, nãy giờ mấy ông mới pha đèn. Pha đèn anh, pha đèn anh. Rồi được rồi. Nãy giờ mình ôm cua, trước khi ôm cua trước khi mình ôm cua là mình pha đèn sẹt sẹt. Nãy giờ có ai pha lại không? Đó, giờ tới đây xác đít rồi giờ mới pha đèn. Ghe, chiếc ghe, hai chiếc ghe, chiếc xà lan, một chiếc ghe chứ hai chiếc xà lan. Bây giờ mình sẽ kiếm chỗ neo đậu, mình sẽ thả neo mình đậu ngoài này luôn. Có ở trước có một chiếc á anh, trước có một chiếc đậu á đó, trước chiếc đó có một chiếc nữa. Giờ mình sẽ thả neo đậu ngủ, sáng vô trong kia buộc dây chứ giờ tối thui rồi vô cháu không thấy đường đó. Cả nhà thấy cái đèn pha nó sáng ghê chưa,
sáng vậy đó. Tắt cái đèn anh đi, đèn cháo quá, thấy đường nó chuẩn bị neo rồi đó, mở công dây mồi ra ha. Gần rồi chứ mình đậu khẩm á là phải đậu giữa sông, hơi xa xa ra ngoài xíu. Cái chỗ này cạn dữ lắm. Đây là mấy cây nhang dài con đốt nè. Một cây này là đốt khoảng 2 tiếng rưỡi mới tàn. Mấy cây này trời gió quá nó bị tắt rồi. Chán ghê vậy bà. Chưa xả đi, xả dài đi. Giờ xà lan ngon đã thả neo đậu rồi. Giờ canh neo xíu coi nó ổn không. Sao quá phải không? Bỏ lại đi nha, kêu nó tối hai vợ chồng ngon ngủ à, nó ra được chuồng cái nó chạy lăng xăng kìa. Nhốt không được với nó luôn mà nó ra được rồi nó mừng dữ lắm. Đầy đủ